Xin chào tất cả quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh của Viết Phú. Hôm nay thì em có đi một cái quán đồ cũ rất là xa, đi một tiếng đồng hồ đi tàu mình đến nơi. Ở đây có một đồng chí em ở đây nên có biết ở đây có nhiều đồ, nên em nay nhân ngày nghỉ em sẽ đi chân đến đây quay một lượt cho các bác cùng tham khảo. Hôm sau mà các bác nào lấy gì thì em sẽ nhờ ông em ra mua gửi về cho chỗ em, thì em sẽ gửi cho các bác, không có gì là khó khăn cả. Thì hôm nay em sẽ quay về các cái máy cầm tay như thế này, dụng cụ cầm tay, các cái máy bắt vít, máy cắt này, cắt này, rồi các cái máy bắt vít này, kìm cắt các thứ rất là nhiều. Đấy thì có mấy con em sẽ quay lần lượt từng con một cho các bác cùng xem tham khảo. Thì có nhiều bác có hỏi em con này thì nay em mới tìm được để quay cho các bác, vì dưới chỗ em nó không bán những mấy cái đồ này. Có thể là dưới đã nhiều cái công nghiệp hơn, người ta dùng nhiều hơn nên là cái việc bán đi nó ít hơn. Đây em đang cầm trên tay, đây là một sản phẩm có tem ở đây của hãng B xe, có giá là 1,2 triệu gì đấy, mã là RLID 114A. đấy, có không có năm sản xuất nữa, con này là hàng mới 100%, hàng cũ chứ không phải là hàng mới 100%, đã qua sử dụng nhưng mà cái số lần sử dụng gần như là không có, gần như là ít. Cái đầu vít thì cũng có, đã giấu đã bắt rồi, vẫn còn nguyên chưa bị toe, nhưng mà vẫn có cái đầu có dấu bắt vít rồi. Còn cái trên thân của máy thì vẫn có những cái vết sơn dính một chút, nói chung mới khoảng tầm 90%. Có cả sạc này, có cả dây nguồn và cục sạc, và tất nhiên là có kèm pin đi kèm nha các bác. Pin đây và một pin đây, nó nghĩa là nó có hai pin đi kèm với cái con sản phẩm này. Hơi lóa vì nó có bọc trong túi bóng, để em sẽ quay gần cho bác coi. Đây có một pin đây, một pin nữa, có một đầu vít đi kèm, giấy hướng dẫn sử dụng và cái cục sạc. Sạc này thì em không thấy ghi đây là 100V hay là 240V, nhưng mà cái sau nó không ghi các bạn. Đấy, chết rơi của nó rồi. Đây là cái sản phẩm của nó đây, rất là ok, đẹp, vẫn bọc trong túi bóng rất tuyệt vời. Đây là một cái, và ở dưới đây có những cái khác của Panasonic này. Cái này thì em có thể khẳng định là cái này là hàng cũ nhưng mà chưa qua sử dụng thì đã bán, nó rất là đẹp, mới tinh này. Các cái vẫn còn sờ bông di, vẫn còn cái bông sờ bông di, gọi là cái gì, gọi là cái bông nhỉ, cái chỗ cái pin này, để pin này, cái pin này vẫn còn chữ nghĩa vẫn nguyên này, chưa hề có dấu lắp ra lắp vào luôn. Con này ở đây người ta bán 3 triệu nhá, 3 triệu, mà con này nó nhẹ ở tầm hơn cân thôi, thì cái tiền gửi về Việt Nam nó rơi vào tầm cả công cả vận chuyển các thứ nó thì nó lên chắc tầm 4 triệu một cái như thế này. Có thể là sẽ đắt hơn hàng ở Việt Nam nhiều, nhưng mà cái chất lượng thì cái này là của Panasonic nhé, hàng chưa dùng ở bên Nhật này nha các bác. Nó dùng qua cục adapter sạc thì chắc là nó có điện 220, điều ra nó là 3,6V và 7,2V. Vẫn có một mũi vít đi kèm, nó hơi khó nhìn một chút vì nó trong cái túi bóng, có thông cảm. Panasonic, mã của nó là EZ7521LA2S. Đây nha các bác, màu có cả hộp cả các thứ này, rất tuyệt vời. Đây bên này thì có mấy cái tô vít các thứ, các cái tô vít kìm cắt, rồi cái chọc sơn các thứ, búa này. Cái này thì búa này thì rẻ đó, hơn 100.000 cái, không đắt như rẻ đâu. Mũi khoan cũng biết, tô vít này 60-70.000 cái. Rồi trên này là một cái thứ ba, cái này là của Hikoki thì còn một hãng máy cầm tay rất nổi tiếng của Nhật, và công ty của em dùng rất nhiều cái loại này. Con này cũng tương tự như con em vừa quay đây, thì gần như là không có sử dụng mấy. Cái đầu vít cũng có dấu hiệu đã sử dụng bắt vít rồi, tuy nhiên nó không đáng kể, vẫn còn rất là mới này. Cái cục sạc nó rất là mới, chắc số lượng sạc thì mất 1-2 lần. Cái pin này có thể là chưa lắp vào lần nào luôn, chưa thấy có vết xước lắp ra lắp vào. Đấy thì nó sẽ có hai cái pin, pin gắn vào máy và pin rời đây để dự phòng, cục sạc, dây nguồn, hộp, và nó có một đầu vít đi kèm.
giá của nó là 4 triệu hơn. Thì nếu mà vận chuyển về thì nó sẽ mất hơn 1 triệu nữa, tầm hơn 5 triệu. Con này là tia pin Li-ion 14.4V em ạ, Hikoki này, mã là WH14DKL. Đấy, đây là có 3 cái máy em, để em sẽ quay gần hơn cho bác xem một lần nữa tổng quan, vì nó có trong túi bóng hơi khó nhìn nên các bác thông cảm một chút. Có ánh đèn này, em che ánh đèn nhưng mà cũng không hết được. Đấy, nó cũng nói chung là rất là đẹp, trong túi bóng nhìn rất là mê ly. Em nhìn em lần này em đi qua đây thì ông em dẫn đi lên đây quay, thấy phát thì em mê luôn. Đây là một con thứ tư của Earthman. Earthman cũng là một hãng nổi tiếng về làm các máy công cụ cầm tay. Công ty của em thì thường thường dùng Tajima, Hikoki và Panasonic. Earthman cũng có. Thì Earthman này thì con này là 100% mới luôn nha bác này, chưa hề sử dụng, vẫn còn trong cái máy, vẫn ở trong túi bóng, bọc ngoài nhưng bên trong vẫn còn túi bóng nữa. Đấy, có thể thấy các cái pin sạc dự phòng chưa hề có dấu vết sử dụng. Con này có giá 3,5 triệu nha các bác, vận chuyển về Việt Nam nó mất 1 triệu nữa gì đấy, hơn triệu, để cho nó 4,5 triệu là một con như thế này. Có mã là Earthman IDR180LIB nhé, giá là 3,5 triệu bảo hành 3 tháng. Và con này hàng mới chưa sử dụng này thì em nghĩ là cũng chạy cầm bảo hành nữa được, không vấn đề gì, nó còn nguyên siêu như thế này thì có tội gì đâu, quá tuyệt vời. Các dãy từ đi kèm sạc điện, adapter, các bộ phận đính kèm, đấy, có tất cả, có hết, không thiếu một cái gì cả. 3,5 triệu nó tiết kiệm hơn ở ngoài quán hàng mới khoảng tầm hơn triệu. Đó, thì đây là có 1, 2, 3, 4 con rồi. Bên này tiếp tục còn có một con máy cắt nữa này, một con máy cắt này bác. Máy cắt này thì có giá là khoảng tầm 700.000 thôi, ô rẻ thế, của thằng Redling. Redling thì ở bên Nhật này dùng rất nhiều, nhưng ở Việt Nam thì em chưa thấy, chưa biết là Việt Nam có dùng hay không, nhưng mà bên Nhật này em dùng, em thấy con Redling này dùng rất nhiều. Còn lưỡi cắt của nó thì đã sử dụng, lưỡi cắt đã sử dụng nhá, nhưng vẫn còn rất là mới. Hộp máy còn rất là mới, được bọc túi bóng rất là đẹp. Có một cái dây cắm nguồn, con này thì không dùng pin mà dùng gắn nguồn trực tiếp, máy cắt mà. Đấy, thì có giá 700.000, vận chuyển về nữa thì ôi trời, ôi nặng lắm, con này nó nặng, vì tiền vận chuyển thì nặng hơn cả tiền hàng. Đấy, về nào tầm 2 triệu quá. Hơn 2 triệu. Đấy, thì có một tay cầm đây nữa để khi mà cầm như cầm súng bắn. Đấy, để cắt cho nó dễ. Đấy, thì phụ kiện nó thì vẫn còn cover của cái lưỡi này, có hướng dẫn sử dụng này, có tay gắn cầm này, rồi dây nguồn các thứ đầy đủ hết, giá 700.000. Con này là Redling, nhưng mà của hãng Redling, tên nó là RZMC C90AC. Đây, có mã nó kia. Đấy, thì tầm 700.000 thôi, hơn 700.000 tí, rất là rẻ luôn. Rồi ở dưới đây là có một bộ kìm cắt các thứ, con này có hơn 300.000, 350.000. Con này có mấy cái kìm và mấy cái tuốc vít con để tháo lắp đồng hồ, sửa chữa đồng hồ này. Này có hình minh họa này. Đấy, 350.000, hàng chưa qua sử dụng, rất là rẻ. Đây, chuyện này thì có thêm mấy cái đá để nó mài, mấy cái đá mài các thứ, đồng hồ đo, rồi bộ cờ lê một lết này là bao nhiêu tiền, dao cờ lê một lết, cái này giá 100.000, hơi đắt thôi, cái này không cần thiết đến mức phải mua bên Nhật gì cả. Đây, có một cái thước, cái kẹp và điện tử, cái này có giá là 450.000, không cần thiết. Ở đây thì có một cái cân nước này, có sợi xây, sợi mộc các thứ, có giá là hơn triệu, đắt đắt nhỉ. Rồi tiếp tục ở đây là một con máy bắt vít này của Ryobi này. Hãng này thì không nổi tiếng lắm, nhưng mà con này thì cũng không biết là, không ghi là sản xuất ở đâu, có thể là sản xuất ở Made in China thôi. 100V, 70W, 50-60Hz tần số Ryobi, không thấy ghi đây thân đồ sản xuất nha bác. Những cái dòng máy cắt máy này thì người ta chỉ ghi là cái nơi sản xuất ở trên cái hộp thôi, còn trên thân máy thì người ta không ghi nơi sản xuất. Các máy trong tay em cũng thế, em cũng nhìn hết nhưng mà không thấy ghi năm nơi sản xuất, tên máy mà chỉ ghi ở hộp thôi.
Đấy, con này có giá 3,5 triệu. Đấy, bắt vít. Cái này thì chắc là không được khách mấy vì các bác chắc là không chở cần. Đây là một con máy Makita. Con này rất là rẻ, quá tuyệt vời. Một con máy hầu như chưa sử dụng. Và cái con này thì chắc chắn là made in China nha bác. Bây giờ các em thấy đa số những cái máy này made in China. Nó có ghi ở trên pin này. Đây, đây made in China đấy. Con này là có giá là 1,4 triệu. Makita M655D. Vận chuyển về thì nó cũng khá là thêm tầm một hơn triệu nữa. Chưa gửi công. Cái con này nó cũng nặng, khá nặng. Về cái cục sạc và cái pin nó khá nặng, có hai pin này. Một thân máy này, một dây sạc này. Cái một cái hai cái để tháo lắp có thứ ở đầu góc. Nó lắp cái đầu mũi để bắt vào. Con này thì nó sẽ dùng 12V và đầu vào sẽ là 100V. Đấy, rất là đẹp, vẫn còn mới, chưa hề sử dụng thế nào luôn. Mới tinh tinh tinh. Nó có giá là khoảng 1,3 triệu nha bác. Chưa vận chuyển. Đây này là một số cái đầu vít các thứ, cái này thì chắc em sẽ quay. Đây là một cái móc treo Tajima thì thôi, móc treo chẳng cần. Ở đây này có rất nhiều máy móc nữa các bác, rất nhiều nhiều. Em sẽ quay một loạt cho các bác xem luôn, cho các bác tha hồ thoải mái chọn. Đây là một con máy mài của Toshiba. Ô rẻ thế nhở, quá rẻ. Máy mài thì chắc các bác cũng chẳng cần thiết, vì máy mài Trung Quốc cũng có thể là nó đủ đảm bảo cái việc mài da của mình sắc rồi. Nó chọn cái đá mài thôi, còn động cơ mài thì không cần thiết phải mua Nhật lắm nhỉ. Con này có giá 700.000 thôi. Toshiba CBG 150E, 100V 50-60Hz và 150W. Đấy, con này thì hàng đã qua sử dụng, có bọc túi bóng rồi. Hơn 700.000, 750.000 gì đấy. Mà con này thì nó nặng, máy mài thì nó nặng, thì vận chuyển về nó gấp mấy lần tiền hàng thôi, nên chắc là chả cần con này. Thì bên này là một cái máy cắt khác của Makita này. Makita 1001. Con này thì cũng dùng 100V 750W thôi. Máy này máy cắt này thì chưa có lưỡi nhá, không có lưỡi nhá bác. Makita 1001 có giá là 750.000. Mà con này nó nặng mất 4-5 cân thì vận chuyển nó bằng mấy lần hàng. Thôi, không quên giới thiệu cho bác nữa. Ở bên này là một con Makita bắt vít tổng hợp khác. Makita CK 1002 này có giá là 3,2 triệu gì đó. Tầm 3,2 triệu của anh 3 tháng. Có đầy đủ hết vì còn mới chưa sử dụng ở trong hộp. Pin lithium 10,8V này. Makita. Con này thì để em xem cái sản xuất ở đâu. Con này nó là pin 7,2V và 10,8V. Không thấy ghi nơi sản xuất. Em nghĩ là cũng made in China. Đây, có rất nhiều đấy bác. Không thấy ghi nơi sản xuất nha bác. Nó đi đặt lại nên sợ nó rơi mất. Bên giữa đây là một con máy khác. Cái này là lắp bắt ốc của Hitachi. Có dây cắm, dây súng cầm này, cái cần cầm như cái súng này, con này dài thế. Và 60 phân, chiều dài đó 15-12 phân. Thì bề rộng nó 40 phân, 40-60-12. Thì nó có giá là khoảng tầm 9 triệu rồi. Khá đắt. Giá 9 triệu nha bác. Thì con này nó nặng nên thôi thì vận chuyển nữa vào nó cũng vừa chết. Em đi next sang con khác vậy. Bên này là một cái hộp đựng đồ của xôi chứ không có máy gì. Đây là cái túi treo đồ khi dùng. Và đây là một đôi. Một đôi của thằng Rex. Cái này nó chơi một đôi, cái hình minh họa nó như này. Vẫn còn mới trong hộp, chưa sử dụng nha các bác. Trong này có rất nhiều các cái đầu bu lông, bắt bu lông này. Các cái đầu lục các thứ. Rất nhiều cái, khoảng tầm mấy chục cái. Chưa kể các cái mũi vít, các cái mũi dấu, cái mũi khoan, và cũng như các cái đầu lục. Con này có giá khoảng tầm hơn 4 triệu, 4,2 triệu một cái. Nó nặng khoảng tầm 5 cân thôi, 4-5 cân.
thì về Việt Nam rơi tầm 7 triệu. Đấy kiểu như thế. Một cái đây nó có bán một đôi. Vẫn hoàn chưa sử dụng luôn. Rất là rẻ. Đa năng. Có pin, có sạc, có thứ luôn nha các bác. Dưới này là một bộ Dremel. Con này thì cũng có là cái tác dụng là gì nhỉ? Cũng là hơi cắm điện cùng với súng. Con này là không biết, em không biết cái tác dụng con này. Hình như lắp máy, cái máy cưa cắt trong các bác làm mộc, làm cắt các thứ này. Nó có cái lưỡi này và đi dọc theo để cắt. Tiếp theo bên cạnh nó là có một con khác của MMIDR10CL. Con này thì có máy, có thân máy, có sạc, có pin. Đi kèm hàng này cũng gần như chưa sử dụng. Con này có giá là rẻ thế, hơn 900 nghìn thôi. Con này mà vận chuyển về Việt Nam nữa thì nó nhẹ mà. Nó có tầm 2 cân, 3 cân. Thế nói chung con này về đến Việt Nam rơi vào tầm hơn 2 triệu một tí. Thì em nghĩ là nó cũng khá là ok các bác. Con này thì em xem thì nó điện đóm thế nào. Nó không thấy ghi ở đây, à, phía dưới đây. Phía dưới có ghi là 12V và 1.5Ah. Còn cái nguồn vào thì chắc là vẫn 100V thôi. Không thấy ghi các bạn. Đây rồi, 100V 50Hz AC 100V nhé bác. Hầu như là 100V. Rồi, sang bên này tiếp tục vẫn còn mấy cái bộ tu vít như này, giá khá đắt, 7 triệu thôi, nghỉ. Và đây, đây là một con máy mà có rất nhiều bác nhờ em tìm mà mãi em tìm được. Đây là một con máy laser, cắt laser made, là con là made in China hay là made in Japan này. Tất cả là bằng chữ Nhật hết, của Tajima. Và con này có giá là 9 triệu đồng. Đó, ôi dạ, nó có cái hộp đi kèm, một cái hộp giấy đi kèm cả, để gồm các cái phụ kiện, sạc thiết các thứ. Con máy thì sẽ để trong hộp kim loại như thế này. Con này là IBF LMAB400, có giá 9 triệu đồng, bảo hành 3 tháng. Có hộp này, có giấy chứng minh, có các bộ phận đi kèm. Con này thì vẫn còn rất là mới, có vẻ như là chưa được sử dụng. Em sẽ xem là sản xuất ở đâu. Con này thì nó là thông số, sau em sẽ quay cho các bác này. Không có thông số, thông số ở bên này cơ. Trên cái tem nhãn nó thì cũng có ghi thông số nên là cũng hơi khó. Đây, con này là máy laser Mersin Alpha đây các bác này. Con này thì có các cái bộ phận đính kèm như ở đây, em sẽ quay cho bác coi. Đây, Tajima. Các cái đầu chân nó thì được vẫn được bọc ở trong cái cover của nó. Thì đây nó có ghi là 3.5kg cho một cái máy như thế này. Không thấy ghi điện đóm và các cái thông số kỹ thuật khác. Nhưng mà ở đây thì ở con này thì điện là có ghi ở đây. Tối cao xuất lực là 1.0MW này. Công suất cao nhất là 1.0MW nha các bác. Khá khủng đấy. Nó cắt laser mà, thế mới cắt được chứ nhở. Đấy thì thông số sơ qua nó thế, các bác làm nghề thì chắc là các bác cũng sẽ biết được kỹ hơn. Nên em thì sẽ quay sơ sơ vậy thôi. Rồi sang bên kia sẽ quay một số con hỏng cho các bác xem luôn. Đây bác, ở đây thì có một con hỏng này. Con này thì nó vẫn còn pin, còn sạc, còn này, bấm vẫn đèn nháy này. Đấy. Hết pin luôn rồi. Bấm 3 cái hết pin luôn rồi. Vẫn sáng đây bác, vẫn thử sáng. Đây người ta ghi thông tin của hỏng của nó này. Con này là hãng Sinco nhé, 100V, 7.72VA này. Chất lực là 14.4V và 3.9A. Con này thì cái điện, điện lưu của nó, cái này, cái tên Smaster, nghĩa là cái quay nó có vấn đề đấy. Nó đang có vấn đề với chiều quay. Chắc là một chiều của nó ok, còn một chiều không quay được. Hoặc là quay có vấn đề gì đấy thì người ta bán. Với giá của nó chỉ có 300, khoảng 50 nghìn thôi. Bác nào sửa thì sẽ lấy con này ok. Bên đây là một con bắt vít khác có cắm dây của thằng
EZT002 Mai Roi. Con này hàng chưa trách, các bạn là một hơn 100.000. Vậy đấy. Hàng chưa trách nha bác. Thấy vẫn còn rất là mới, ok. Con này made in Japan luôn, EZT101. Nhưng mà được cái là nó không có pin. Nó có cục sạc thôi và máy thôi, sẽ không có pin nữa. Mua đồng hồ bất tiện 12V. Đấy. Còn trong này nó có một cái trong hộp này nữa, chẳng biết là gì, em sẽ mở hộp ra xem. Một cái máy khác CESD BPS 120A. Con này xem nào. Không thấy ghi made in China, made in Japan. Với cái pin này ở trên cái cục sạc nó thì sao? Cục sạc của nó thì made in China. Con này là một cái máy của thằng gì đây, Shinko luôn. Con này người ta ghi đây là gì thì em sẽ xem cái. Con này sử dụng được, tuy nhiên là cái Crippedatsuki Crippeda. Nó có cái lỗi gì đây, nó bị một cái lỗi gì đấy, em không biết cái từ chuyên ngành đấy là gì. Nhưng mà con này thì vẫn còn rất là mới, là đẹp, made in China. Có đầy đủ hết phụ kiện và hộp, có giá 450.000. Ở bên này có rất nhiều cái khác, ở đây rất nhiều đồ các bạn. Ở đây thì có cái một hộp công cụ này có 160.000. Và đây là một cái hộp khác. Đây là một cái hộp đồ của thằng này, là thằng Ryobi, có giá 700.000 một hộp như thế này. Con này thì biết là cái thông tin nó bị hỏng cái gì. Con này thì có điện của nó có vấn đề. Điện đấy, driver, điện động driver là cái tên nó, check cự Zika Master. Con này thì cái bộ phận, một cái bộ phận nhỏ của nó có vấn đề, không biết là cái bộ phận gì, chắc là cái trong cái thân máy thôi, nhìn nó khá cũ, đã sử dụng tầm 700.000 thôi, để sửa chắc là cũng có thể sửa được. Bên này là một con máy bắt ốc rất là to, có cắm dây của thằng không thấy ghi tên, không thấy ghi tên đây, nhưng có giá 350.000, rất là rẻ. Đây là một số con quay cho bác tham khảo về mấy con máy dụng cụ cầm tay, máy cũ, hàng cũ và hàng hỏng thì các tham khảo. Nếu bác có ưng con nào thì em sẽ bố trí lấy và gửi về. Tuy nhiên đợt này đang còn dịch nên sẽ chậm hơn một chút. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi cái video của em. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong video lần sau.